Hello, xin chào các bạn Hôm qua mình vừa nhận được một tin rất sốc Vua cờ huyền thoại Anatoly Kapov đang nằm viện Thế là mình có sơ thông tin trên mạng thì đúng là ối rồi ôi, tam sao thất bản Nhiều nguồn tin vịt thì nói rằng ông đã bị ngã đập đầu và phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch Nhiều nguồn tin lá cải khác thì còn nói ông bị một số đối tượng tấn công Không rõ thực hư của thông tin này đến đâu Nhưng có thể khẳng định một điều Anatoly Kapov mặc dù đã cao tuổi nhưng vẫn là một cây đại thụ trong làng cờ Mọi tin tức liên quan đến ông vẫn được mọi người đặc biệt chú ý Và tiếp tục với chuyên mục các ván cờ theo cầu Hôm nay mời các bạn đến với ván cờ được coi là bất tử của Anatoly Kapov Khi ông cầm quân trắng đấu với siêu đại kiện tướng Mà sau này cũng là vua cờ Fize Veselin Tobalov Trong khuôn khổ giải cờ vua quốc tế thường niên Laine Được tổ chức tại Tây Ban Nha năm 1994 đây cũng là video mình làm theo cầu của bạn Hoàng VN22 Ván cờ này có gì hay mà lại được coi là ván cờ bất tử của Anatoly Karpov Mời các bạn theo dõi ngay sau đây Ở ván này Anatoly Karpov được cầm quân trắng đi trước Ông mở màn với nước tốt D4 Vazelin Tobalov đáp trả bằng nước mã F6 Tiếp theo trắng đi tốt C4 Hình thành biến củ sen bỏ cuộc Đen để tốt C5 và thí tốt nếu tốt trắng ăn tốt đen thì nên để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển và sẽ bắt lại được tốt trắng. Trắng không được lợi gì. Do đó, trắng không ăn tốt đen mà phát triển mã F3. Tốt đen ăn tốt trắng. Mã trắng ăn lại tốt đen và chiếm lĩnh trung tâm. Đen để tốt E6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng để tốt G3 mở đường cho tượng lên G2 kiểm soát đường chéo lớn. Đen phát triển mã C6 gạ đổi mã. Trắng không đổi mã với đen mà theo kế hoạch lên tượng G2 Đen phi tượng lên C5 Kết hợp với mã tấn công mã trắng Và chuẩn bị nhập thành Trắng vẫn không đổi mã với đen Mà lùi mã về B3 Tấn công lại tượng đen Đen chạy tượng về E7 Trắng phát triển mã C3 Đen nhập thành Trắng nhập thành Đen này tốt D6 Giải phóng ô cho tượng phát triển Trắng phát triển tượng F4 Kết hợp với hậu gây sức ép lên tốt đen D6 làm cho đen chưa thể lên tượng D7 được. Đen liền nhảy mã H5 tấn công tượng trắng. Trắng không chạy tượng mà đẩy thêm tốt E3 bảo kê cho tượng và mở đường cho hậu tấn công lại mã đen. Mã đen ăn tượng trắng, tốt trắng ăn lại mã đen và cột E mở ra cho xe sang E1 kiểm soát. Đen sau khi đã tiêu diệt được tượng trắng mới tự tin đi tượng D7 mở đường cho xe sang C8 kiểm soát cột C. Trắng đi hậu D2, giải phóng ô cho xe qua D1. Đen không bình xe C8 mà lại qua hậu B8. Có lẽ ý tưởng của đen là dồn hai quân nặng trên cột A, B. Sau đó dâng tốt triển khai tấn công phía cánh hậu. Trắng bình xe 1 Đen để tốt G6 mở đường thoát cho vua. Trắng cũng đẩy tốt H4. Đen để tốt A6 bắt đầu kế hoạch đánh chiếm cánh hậu. Trắng đẩy tiếp tốt H5 thí tốt nhằm phản công lại phía cánh vua đen không dám ăn tốt trắng vì sợ hở mặt vua. Mà theo kế hoạch đẩy tốt B5 gạ đổi tốt. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng. Trắng nhảy mã lên C5 tấn công tượng đen và thí mã. Đen sau khi suy tính chấp nhận lấy tốt ăn mã trắng. Hậu trắng ăn tượng đen, kết hợp với tượng tấn công mã đen C6. Đen bị xe C8 bảo vệ mã. Nếu tượng trắng ăn mã đen thì đen lên xe A7 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu và đen bắt lại được tượng trắng, ván cờ cân bằng. Thế nhưng đen đâu có ngờ, trắng không lấy tượng ăn mã đen mà tiếp tục có nước đi bá đạo nữa là thí xe ăn tốt đen. Và máy tính đánh giá đây là nước đi thiên tài. Nếu tốt đen ăn xe trắng thì hậu trắng ăn lại tốt đen. triệu Đen chạy vua F8 bảo vệ tượng thì trắng sẽ không thèm ăn mã đen mà phi tượng lên D5 kết hợp với hậu dọa phi vào F7 hoặc là G8 chiếu hết. Vua đen sẽ bị lùa đến chết. Đen chạy vua G7 thì tượng trắng ăn mã đen. Đen lên xe A7 bảo vệ tượng thì trắng lùi tượng về E4 kết hợp với hậu tấn công tốt đen G6. Đen lên tượng F6 chặn đường tấn công của hậu trắng thì trắng lùi hậu về G4 và và vẫn sẽ thịt được quân tốt G6 này. Đen chắc chắn sẽ toang. Trở lại ván cờ thực tế. Chiếc quân xe thơm như muối mít nhưng mà đen không dám ăn mà lựa chọn lên xe A7 tấn công hậu trắng. Tưởng rằng trắng sẽ phải chạy hậu, lúc đó thì tốt đen ăn xe trắng cũng chưa muộn. Ai ngờ trắng không thèm chạy hậu mà lấy xe ăn tốt đen G6, chiếu. Tiếp tục thí xe lần thứ hai Nếu đen không ăn xe trắng mà chạy vua H8 thì hậu trắng H3 chiếu hết. Đen chạy vua H7 thì hậu trắng vẫn H3 chiếu buộc vua đen ăn xe trắng tượng trắng e4 chiếu tiếp và vua đen cũng sẽ bị dồn đến chết sau vài nước nữa. nên chạy vua f8 thì cũng tương tự, trắng lùi hậu về h3, dọa phi xuống h8, đen mà ăn xe trắng thì cũng sẽ bị chiếu hết ngay lập tức. do đó ở ván cờ thực tế đen chẳng có nước nào tốt hơn ngoài việc phải lấy tốt ăn xe trắng. hậu trắng f6 chiếu, đen chạy vua g7 giờ thì tượng trắng mới ăn mã đen. xét về lực lượng hiện tại thì đen vẫn hơn chất so với trắng. tiếp theo, đen bị xe d8 kiểm soát cột mở d, tốt trắng ăn tốt đen. nếu tốt đen ăn lại tốt trắng thì mã trắng ăn tốt đen và tấn công xe đen. đen chắc chắn mất xe hoặc là mất tượng. do đó đen không dám ăn lại tốt trắng. ở đây thì đen có thể đi xe d6 tấn công hậu trắng, trắng sẽ phải chạy hậu. Nhưng mà đen lại lựa chọn đi tượng F6 kiểm soát đường chéo lớn. Trắng liền nhảy má lên E4 tấn công đồi tượng và tốt đen. Đồng thời là ngăn xe đen D6. Nếu tượng đen ăn tốt trắng và tấn công xe trắng thì trắng chạy xe B1 tấn công lại tượng đen. Đen chạy tượng về B4 bảo vệ tốt C5 thì trắng để tiếp tốt B6 và tạo ra một sức ép cực lớn về phía đen. Do đó ở ván cờ thực tế đen không dám ăn tốt trắng mà chạy tượng d4 liên kết chặt chẽ với tốt và chiếm lĩnh trung tâm. Tốt trắng ăn tiếp tốt đen. Nếu xe đen ăn lại tốt trắng và ghim tượng trắng thì hậu trắng e7 chiếu. Đen có chạy vua h6 hay là xuống hàng ngang số 8 thì cũng đều nguy van hiểm. Do đó đen không dám lấy xe ăn lại tốt trắng mà phải duy trì quân xe để kiểm soát hàng ngang số 7 và đi hậu b6 tấn công tốt trắng. Trắng bình xe d1 tấn công tượng đen tưởng rằng đang kém hơn chất thì trắng sẽ không dám lấy xe ăn tượng đen đen ung dung lấy hậu ăn tô trắng ai ngờ trắng vẫn phế xe ăn tượng đen xe đen ăn lại xe trắng và hiện giờ trắng chỉ còn một hậu một tượng một mã đấu với ba quân nặng của đen nhưng chẳng hề gì bởi vì thế chủ động đang thuộc về trắng hậu trắng f6 chiếu đen chạy vua g8 hậu trắng ăn tô đen chiếu tiếp đen chạy vua f8 hậu trắng e8 chiếu đen chạy vua g7 Hậu trắng E5 chiếu tiếp Đen chạy vua G8 Mã trắng F6 chiếu Đen chạy vua F7 Tượng trắng E8 chiếu Đen chạy vua F8 Hậu trắng ăn tô đen chiếu tiếp Hậu đen D6 cản chiếu Hậu trắng ăn xe đen Hậu đen ăn mã trắng Như vậy sau một hồi chiếu điên chiếu đảo Trắng vặt hết sạch tốt của đen Giờ đen tuy vẫn hơn chất so với trắng Nhưng mà lực lượng quân sự đang nghiêng về trắng rõ rệt Khi có tới tận 5 quân tốt Đen thì không còn một quân tốt nào Tiếp theo, trắng chạy tượng về h5, rình hậu đen mà di chuyển là phi hậu vào f7 chiếu hết và ngăn xe đen phi xuống d1 chiếu. Không xuống được d1, đen phi sẽ xuống d2 kiểm soát hàng ngang số 2 và tấn công tốt trắng b2. Trắng nên đẩy hẳn tốt b4, tận dụng lợi thế tốt thông để phong cấp. Nhưng mà trắng lại chỉ đẩy tốt b3. Đen thì còn phải duy trì hậu bảo vệ ô f7 tránh bị trắng chiếu hết cho nên chỉ dám di chuyển xe. Và bình xe B2, trắng lên vua G2, tránh bị đèn chiếu trộn. Và sau nước đi này, nếu mà tiếp tục thì trắng cũng còn lâu mới chiến thắng được. Nhưng mà đại kiện tướng Veselin Topalov biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi, nên đành chịu thua. Như vậy vua cờ Anatoly Kapov với lối chơi thế trận tuyệt vời, ông đã khiến các quân của đối thủ tập trung hết phía cánh hậu không thể bọc lót cho vua sau đó tung ra các pha thí xe quỷ khóc thần sầu vặt hết tốt của đối phương rồi cuối cùng khiến đối phương phải chịu thua một cách tâm phục khẩu phục. Còn Vasilin Tobalov xin chúc mừng anh, anh tiếp tục làm nền cho một siêu phẩm nữa. Có lẽ nên gọi anh là người làm nền cho các siêu phẩm. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.